Cái sai lầm lớn nhất mà mọi người thường có xu hướng mắc phải đó là chúng ta đánh giá chính mình dựa trên động cơ và mình đánh giá người khác dựa trên cái hành vi và biểu hiện của họ. Nếu chúng ta chỉ dựa trên cái hành vi và biểu hiện bên ngoài thì việc đó thật sự quá là vội vã và nó rất dễ khiến chúng ta trở nên hồ đồ và rồi đánh mất đi những mối quan hệ quan trọng. Đôi khi tất cả những gì mà chúng ta cần làm đó là chậm lại một nhịp và đặt ra thêm 1-2 câu hỏi thôi để hiểu được cái động cơ của người đối diện. Vì sao mẹ mình, bố mình đã làm cái việc mà họ đã làm? Vì sao sếp mình đã làm cái việc đó? Why? Một cái lời dạy của thiền sư Thích Nhất Hạnh, thầy nói là hiểu chính là thương. Nếu mình nói là mình thương ai thì cái sự yêu thương đầu tiên và quan trọng nhất là chúng ta chân thành muốn hiểu họ, hiểu được cái động cơ của họ, thậm chí hiểu được cái cảm xúc của họ, hiểu được cái quá khứ của họ, hiểu được cái nhân sinh quan, hay là cái khác là cái cách họ nhìn cuộc đời này.